Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube Minh Phụng Music. Trải qua một ngày xuống công Atasia, mệt bở hơi tai nhưng đầy tiếng cười. Hôm nay team mình được em học sinh ở Thủ Đức hốt ngay đàn về không cần suy nghĩ. Sau khi đem đàn vào nhà, mình sẽ đập hộp cho các bạn xem nhé. Đàn có kích thước dài rộng cao lần lượt là 127x27x8cm và có trọng lượng 8,6kg. Bên trong thùng đàn sẽ bao gồm cây đàn, pedal, giá để sách, sách hướng dẫn và một cục nguồn. Và tặng kèm sẽ là một chân đôi và một giác phone. Atasia Performer là một nhạc cụ tuyệt vời cho tất cả người chơi, từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp trên sân khấu. Đàn có kích thước và trọng lượng gọn nhẹ và mang tính di động để đảm bảo trải nghiệm chơi đàn cho dù bạn ở bất cứ đâu. Đàn được trang bị 88 phím tích hợp công nghệ cảm ứng lực nhấn rất hiện đại. Đàn có các mẫu âm thanh 3D được ghi lại từ các nhạc cụ acoustic sẽ khiến bạn ngạc nhiên với âm sắc phong phú và chất lượng cao của chúng. Các bạn hãy theo dõi khoảnh khắc bé chạm vào những nốt nhạc đầu tiên trên phím đàn. Minh Phụng Music tự hào là nhà phân phối nhạc cụ hàng đầu với nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới và các chế độ ưu đãi hấp dẫn như là bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, trả góp với lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Mọi thắc mắc của các bạn hãy để lại dưới phần comment và cũng đừng quên like, share, subscribe cho tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.